Chào các bạn, đây là một bài pick a card reading với chủ đề người đó có nhớ bạn không. Bạn có thể nghĩ về một ai đó trong đầu và bạn hãy chọn cái tụ bài mà mình bị thu hút nhất theo thứ tự là 1, 2, 3, 4 và nó sẽ cho bạn cái định hướng hay là cái thông tin thêm về cái người mà bạn đang có trong đầu và rằng họ có nghĩ đến bạn hay không. Và nếu bạn nào mới biết đến kênh của mình, mới theo dõi video của mình thì nếu mà bạn thích những cái video chọn một lá bài này, các bạn có thể xem thêm trong cái playlist chọn một lá bài của mình có rất là nhiều chủ đề khác. Các bạn có thể dừng video lại, sau đó các bạn có thể đặt tay lên màn hình ở bốn cái tụ bài này và xem là cái tụ bài nào nó thu hút mình nhất, hay là mình cảm thấy cái năng lượng thu hút nhất, hoặc là bạn chỉ cần nhìn và ánh mắt của bạn chọn cái tụ bài nào đầu tiên thì đó là tụ bài dành cho bạn. Đừng suy nghĩ quá lâu. Mình sẽ đến với tụ bài đầu tiên. Ở tụ bài đầu tiên bạn có lá Finances and Career, Three of Pentacles. Hai lá bài đều nói về công việc. Bạn có lá Messenger of Fire, The Lovers, Ace of Cups, Ace of Cups và TikTok. Thực ra mình rút thêm cái lá The Lovers để biết rõ thêm là người này có nhớ bạn không, bởi vì ở trước đó thì có thể nói là nó 50-50. Nhưng mà sau khi mình rút thêm cái lá The Lovers thì nó đã rõ ràng hơn. Mình thấy rằng người này thời hiện tại cái tất cả tâm trí của họ dành phần lớn là cho công việc. Cái lá Finances and Career này nó có ý nghĩa rằng yếu tố công việc, tài chính, sự nghiệp đang là một cái yếu tố quan trọng nhất, là một cái yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống tình cảm của bạn. Và với cái lá Three of Pentacles ở đây cũng nói về việc là một cái sự khởi đầu mới trong công việc, một cái dự án hoặc là một cái sự hợp tác làm ăn nào đó. Cho nên ở thời điểm hiện tại cái người đó của bạn đang tập trung rất là nhiều cho công việc và sự nghiệp của họ, cho nên có lẽ họ không có nhiều tình cảm hay là không có nhiều thời gian dành cho bạn, hay là không có nhiều chỗ trống trong tâm trí của họ để suy nghĩ đến bạn. Nhưng mà không có nghĩa là họ không có tình cảm với bạn. Với những cái lá còn lại ở đây mình thấy là họ có muốn làm lại từ đầu với bạn, muốn có một cái sự khởi đầu lại với bạn. Và giữa hai người có một cái kết nối rất là đặc biệt, hai người vẫn rất là bị thu hút bởi nhau, nhưng mà ở thời điểm hiện tại nó chưa phải là thời điểm hiện tại để cho hai người có thể làm lại từ đầu hay là đến được với nhau, nhưng mà nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình không hiểu hôm sau tại sao hôm nay ok đỡ chói hơn. Cho nên với những bạn chọn tụ bài đầu tiên này thì mình phải nói là họ có nghĩ đến bạn, nhưng mà họ họ dành nhiều tâm trí và tâm huyết của họ nhiều hơn cho công việc. Họ nhớ công việc của họ nhiều hơn bạn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên bạn vẫn ở trong đầu họ, nhưng sẽ có một cái thời điểm thích hợp hơn để cho hai người có thể nối lại cái mối quan hệ này, hay là có thể hâm nóng lại tình cảm, hay là có thể có một cái sự khởi đầu mới về mặt tình cảm. Tuy nhiên ở thời điểm này thì nếu mà cái mối quan tâm của bạn là họ có nhớ bạn không thì họ có, nhưng mà họ nhớ công việc của họ nhiều hơn. Công việc là cái chủ đề chính, cái mối quan tâm chính của họ ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà đừng quá nôn nóng, đừng, nếu mà chưa phải thời điểm thích hợp thì đừng cố ép nó, đừng tác động lên nó để mọi thứ nó diễn ra theo ý của mình. Cái lá TikTok này nó thể hiện, nó nói về cái vấn đề là cái đồng hồ của trái tim của chúng ta, đồng hồ của tình yêu, nó không đập theo cái nhịp đập bình thường, mà nó định nhận đập theo nhịp đập của trái tim. Và có những thứ chúng ta không tác động được, nó thuộc về vấn đề thời điểm, về định mệnh, về số phận mà chúng ta không tác động được. Cho nên hãy cho mối quan hệ này thời gian và chờ thời điểm thích hợp để có một cái sự khởi đầu mới. Đó là những bạn chọn tự bài đầu tiên. Với những bạn chọn tự bài thứ hai, các bạn có lá It's safe for you to love, Six of Cups, High Priestess of the Moon và Orphaned. Với những người chọn tụ bài thứ hai thì mình thấy rằng có lẽ là các bạn đã chia tay với người này, và người này chắc chắn là có nhớ bạn. Họ vẫn sống trong những cái hoài niệm của quá khứ. Họ
Họ vẫn muốn đem tình cảm đến cho bạn, họ muốn làm lại từ đầu với bạn, nhưng mà họ không biết rằng họ có cơ hội để làm lại từ đầu với bạn hay không. Có thể trong trong khi mà hai người còn ở bên nhau thì họ đã làm cho bạn cảm thấy không được an toàn với họ. Có cái bí mật nào đó ở đây, có hai các bạn có hai lần là bí mật ở đây, và có lẽ là họ đã bỏ rơi bạn, hoặc là bạn bỏ rơi họ, họ cảm thấy cô đơn và lạc lõng và không thuộc về cái người này, mối quan hệ này, họ không được thấu hiểu. Nó có thể là theo chiều ngược lại nhé, thì bạn hãy xem cái tình huống của mình là như thế nào. Nhưng họ mình thấy là họ có muốn quay trở lại với bạn và họ muốn thể hiện rằng lần này họ đã thay đổi, bạn có thể mở lòng với họ, hoặc là họ họ muốn rằng khi mà hai người quay trở lại với nhau thì cả hai người đều có thể mở lòng với nhau và đều có thể là một cái chỗ dựa vững chắc cho nhau về mặt tình cảm. Hai người vẫn có cái kết nối rất là tâm linh với nhau, có thể là mơ về nhau. Hai cái lá này đều là lá của bí mật, của trực giác, của tâm linh. Và hai người có thể là soulmate đến từ kiếp trước của nhau, cho nên là chắc chắn là họ họ nhớ bạn, và họ nhớ bạn một cách vô thức, tức là dù là họ không muốn đi nữa thì hình ảnh của bạn vẫn ở trong tâm trí của họ. Có thể họ mơ về bạn, có thể họ nhìn thấy hình ảnh của bạn ở mọi mọi lúc mọi mọi chỗ mọi nơi, và họ cảm thấy rất là cô đơn khi xa bạn. Khi mà không có bạn thì họ thấy mình cô đơn lạc lõng và mình không thuộc về đâu cả. Bạn là cái chỗ dựa. Như mình nói, nó có thể có hai trường hợp ở đây, có thể tức là họ có thể là người bỏ rơi bạn và làm cho bạn cảm thấy không an toàn, hoặc ngược lại, có thể là tóm lại là khi hai người còn có cơ hội ở bên nhau trước đây thì dường như hai người không có được một cái khoảng thời gian, tức là không không làm cho người kia kia cảm thấy hoàn toàn tin tưởng. Có cái bí mật nào đó ở đây, hai người không mở lòng hết được với nhau và không không cảm thấy an toàn với nhau. Nhưng họ đã nhận ra được điều đó khi mà hai người đã chia tay rồi, và ở đây thực sự không không rõ ràng rằng hai bạn có thể làm lại từ đầu hay không, nhưng mà chắc chắn là họ có nhớ bạn, và họ cũng không, dù là họ muốn hay không đi nữa thì cái hình ảnh của bạn vẫn ở trong tâm trí của họ. Và hai người vẫn cảm nhận được nhau. Mình nghĩ là bạn cũng cảm nhận được người kia nhớ đến mình và ngược lại. Cho nên câu trả lời ở đây là có, người này chắc chắn là có nhớ bạn và họ vẫn còn sống trong quá khứ với những cái hoài niệm của quá khứ rất là nhiều. Đó là những cho những bạn dành cho cái tụ bài thứ hai. Những bạn cho tụ bài thứ ba, chúng ta có You Deserve Love, bạn xứng đáng được yêu, Treasure Island nhưng mà nó ngược, Seven of Water, Two of Swords và Ten of Pentacles. Với cái tụ bài thứ ba này, nói thật rằng họ không hẳn là nhớ bạn, nhưng mà họ nghĩ đến bạn với cái tình cảm rằng bạn bạn rất xứng đáng được yêu, bạn có được một ai đó đem đến cho bạn một cái hạnh phúc, Ten of Pentacles này, tức là một cái gì đó nó trọn vẹn, và dường như là họ không không làm được điều này, họ có sự tự ti rằng họ không đủ, bạn quá tốt dành cho họ và họ không xứng đáng với bạn. Họ rất là phân vân, đứng trước cái quyết định là họ có phải là người dành cho bạn, họ có thể đem đến cho bạn cái hạnh phúc này không, cái sự đầy đủ trọn vẹn cả về vật chất là vật lẫn tinh thần này không. Họ cũng có thể có nhiều hơn một sự lựa chọn ở đây. Có thể có thêm một người nữa trong mối quan hệ này, hay là nhiều người, bởi vì họ đứng trước cái sự lựa chọn với cái lá Seven of Water ở đây, tức là họ có rất là nhiều sự lựa chọn và họ không biết phải chọn như thế nào. Với cái lá Two of Swords ở đây cũng vậy, họ họ không dám đưa ra quyết định và họ phân vân là rằng không biết họ có thể đem đến cho bạn cái tình cảm này, hoặc là bạn có phải là cái kết quả cuối cùng của họ, là cái người cuối cùng họ có thể xây dựng gia đình với hay không. Nhưng mà họ biết rằng bạn xứng đáng được yêu, họ có thấy được cái giá trị của bạn,
Tuy nhiên vẫn dường như là có cái sự gì đó nó không được dứt khoát ở đây. Bởi vì đôi khi họ một người họ có thể nhìn thấy tất cả những cái giá trị của chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta không thực sự thuộc về nhau thì trái tim của chúng ta sẽ không bật đèn xanh, và nó luôn có những cái suy nghĩ go back and forth là không biết là người này có đúng là dành cho mình hay không. Lúc xa bạn thì có thể họ rất là muốn quay lại với bạn, nhưng mà khi mà hai người quay lại thì mọi thứ lại đâu vào đó. Cho nên với cái người này, mình sẽ không nói là họ nhớ bạn, mà họ họ nghĩ họ đánh giá rất là cao về bạn, nhưng mà họ không vượt qua được cái sự những cái sự suy nghĩ quẩn quanh trong trong tâm trí của họ là không biết bạn có phải là người dành cho họ hay không. Họ nghĩ về bạn theo theo cái chiều hướng là đắn đo tính toán, là không biết đây có phải là người dành cho mình, không biết mình có nên tiến tới hay không, chứ không phải là họ nhớ về bạn bởi vì họ dành rất rất nhiều tình cảm dành cho bạn. Thì đó là cái thông điệp mà mình cảm nhận qua cái tụ bài này. Tức là mình muốn nói thêm là họ biết chắc chắn rằng bạn bạn như một thiên thần, bạn rất xứng đáng được yêu và bạn xứng đáng với những gì, với đúng giá trị của bạn. Chỉ có điều là họ không biết họ có thể đem lại cái này cho bạn hay không, bởi vì họ có cái gì đó lấn cấn, có thể là tình cảm của họ không đủ, hay là dù là họ thấy bạn tuyệt vời đi nữa thì cái trái tim của họ nó không mở cửa cho bạn, nó vẫn có cái gì đó nó lấn cấn, và đó có thể là cái dấu hiệu là hai người không dành cho nhau. Bởi vì khi mà hai người dành cho nhau thì hai người sẽ đến với nhau một cách rất là tự nguyện và thoải mái, và không hề có cái lấn cấn nào đó trong trong tim hay là trong trong đầu của mình, trong suy nghĩ của mình. Không có nghĩa là họ họ không thành thực, hay là họ có ý xấu, hay là họ muốn lợi dụng, hay bất kỳ gì cả. Chỉ có đây chỉ là cái vấn đề của con tim, the matter of the heart, và con tim của chúng ta muốn, the heart wants what it wants, nó muốn cái gì nó muốn, và nó không nghe theo lý trí của chúng ta. Lý trí của người này có thể thấy được rằng bạn vô cùng xứng đáng được yêu, và bạn bạn thực sự là bạn có tất cả mọi thứ, bạn có bạn đẹp từ bên từ tính cách lẫn tâm hồn, bạn vô cùng thánh thiện, bạn bạn có tất cả những cái tố chất mà họ tìm kiếm, nhưng dường như là trái tim của họ không không họ không làm thế nào để điều khiển trái tim của họ được. Cho nên là họ họ vẫn đứng trước cái quyết định là có nên tiến tới hay không, và có lẽ theo cảm nhận của mình thì nếu một người mà phân vân như thế này thì có lẽ đây không phải là người dành cho bạn, nhưng mà họ không phải là người có ý xấu. Đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ bài thứ ba, và với những bạn chọn tụ bài thứ tư, chúng ta có chemistry, chúng ta có peace, nhưng mà ngược King of Swords, Seven of Wands và Ace of Earth. Với tụ bài này có họ chắc chắn có nghĩ về bạn, nhưng họ nhớ bạn bởi vì giữa hai người vẫn có một cái lực hút rất là mạnh ở đây, dường như là các bạn đã chia tay với nhau. Nhưng mà cái phản ứng hóa học, hay là cái sự hấp dẫn, cái chất keo dính, cái lực hút giữa hai bên nó vẫn như là nam châm. Họ đang rất là cố gắng để lý trí mạnh mẽ và dứt khoát ra đi khỏi cái mối quan hệ này để có một cái sự khởi đầu mới chắc chắn hơn, bởi vì có thể giữa hai người có rất là nhiều mâu thuẫn không dung hòa được, và họ đã mệt mỏi với điều đó và họ muốn có một cái sự khởi đầu mới. Họ đang rất là cố gắng để chống chọi với cái sự yếu đuối hay là cái sức hút từ bạn để không quay trở lại với bạn, và nhưng mà họ không có được cái sự bình yên ở thời điểm hiện tại trong tâm của họ, bởi vì trái tim của họ vẫn lôi họ về phía bạn, nhưng mà lý trí của họ thì họ đang cố gắng để rút ra và có một cái sự khởi đầu mới này. Cho nên nếu mà bạn quan tâm rằng họ có nhớ bạn hay không, chắc chắn là họ có nhớ bạn. Cũng có thể họ muốn bỏ qua đi tất cả những cái gì trong quá khứ, nếu mà trong quá khứ hai người có những cái mâu thuẫn hay có những cái điều gì đó tổn thương, thì họ muốn cái nhóm thứ hai sẽ là họ muốn cắt bỏ những cái, dứt bỏ được cái quá khứ không hay đó để làm lại từ đầu với bạn, về cái là Ace of Earth này, và lần này họ muốn cái mình giật mình
lần này cái họ muốn cái sự khởi đầu này rất là chắc chắn, nghiêm túc, và họ muốn đem cho bạn một cái gì đó nó ổn định, nó chắc chắn. Họ có thể nghĩ rằng hai người đã trải qua đủ để vượt qua được tất cả những cái sóng gió trong thời gian tới, và họ muốn dung hòa, giải quyết được vấn đề giữa hai bên. Thì cái tụ bài này, nhưng mà dù là theo cái chiều hướng nào đi nữa thì mình thấy là chắc chắn họ có nhớ bạn. Xin lỗi các bạn, mình có tin nhắn, mình sẽ trở lại ngay. Ok, đó là cho những bạn chọn tụ bài cuối cùng. Vậy mình sẽ tóm lại là tụ bài đầu tiên, họ có nghĩ đến bạn nhưng mà tâm trí của họ tập trung vào công việc là nhiều nhất. Tụ bài thứ hai có, họ có nhớ bạn, họ họ hai người vẫn rất là bị thu hút bởi nhau, cái kết nối tâm linh ở đây nó rất là mạnh và họ muốn làm lại từ đầu với bạn, hoặc là họ muốn quay trở lại. Họ muốn thể hiện với bạn rằng lần này hai bạn có thể tin tưởng nhau và là chỗ dựa vững chắc của nhau. Tụ bài thứ ba, họ họ nghĩ đến bạn nhưng mà không hẳn là họ nhớ bạn, mà họ họ suy nghĩ nhiều hơn, tức là họ suy nghĩ thiệt hơn, hay là họ họ đấu tranh tư tưởng xem là có nên tiến tới với cái mối quan hệ này hay không. Và họ rất là không chắc chắn. Còn tụ bài cuối cùng là có, họ có nhớ bạn, và có lẽ cái tụ bài này là họ nhớ bạn, họ nhớ bạn một cách cồn cào mà, và họ phải đấu tranh, phải đấu tranh lý trí, họ họ phải dùng cái sức mạnh lý trí của mình rất là nhiều để không, để không bị gục ngã, không không bị nếu mà họ không liên lạc với bạn không có nghĩa là họ không nhớ bạn, mà họ đang dùng lý trí của họ để kiểm soát bản thân của mình. Đó là bài bài pick a card reading hôm nay. Mình hy vọng là nó đã đem đến cho các bạn một cái thông điệp nào đó mà các bạn cần nghe. Mình cũng muốn nhắc các bạn là các bạn đừng để những cái bài dự đoán hay là pick a card reading hay là bất bất kỳ một cái gì đó đến ngoài bản thân của các bạn, ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn đưa ra quyết định. Nó chỉ mang tính tham khảo và mang tính giải trí. Tất nhiên là có thể có những cái thông điệp nó sẽ đến với bạn khi bạn cần nghe, và bạn sẽ biết được cái thông điệp nào là thực sự là dành cho mình khi mà bạn kết nối với trái tim và sự chỉ dẫn đến từ bên trong của mình. Nhưng mình không khuyến khích các bạn là vì các bạn chọn cái tụ bài đó mà các bạn đưa ra cái quyết định nó đi ngược lại với trực giác hay là cảm nhận của trái tim của mình, hay là làm theo một cách không không suy tính mù quáng. Đừng nhắn tin cho mình bảo rằng bởi vì cái tụ bài bạn chọn được nó nói như thế này cho nên là bạn hành động như thế, rồi bạn hỏi thế này thế kia. Thực sự đó không phải là cái mục đích của mình khi mà mình làm những cái video này. Mình luôn khuyến khích các bạn là có cái sự tự chủ. Chúng ta là we are the creator of our reality. Chúng ta là cái người làm chủ cuộc sống của chúng ta và tạo ra cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đừng trao sức mạnh này cho bất kỳ ai cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.